Vậy là còn hai xe cuối cùng nha các bạn. Các bạn luôn. Ê ê ê ê ê ê ê ê ê nào bạn. Ê, mình chưa kiểm tra nó chạy mẹ rồi. Đừng lại, đừng lại, đừng lại, đừng lại, đừng lại. Trời ơi, cái xe mình nó yếu thật sự luôn các bạn. Vài bữa là chắc phải sắm xe mới rồi. Chặn đầu xe cái gì bây giờ, ngược nó không kịp mà đập phải đánh nó mà chặn đầu xe. Trời ơi, cái thằng quỷ nó chạy nhanh thật sự rồi. Tôi đi đường tắt, tôi lạng qua lạng lại, không kịp với nó nữa rồi. Đây giờ, đây giờ, đây giờ, đây giờ, đây giờ. Cơ hội, cơ hội. Ây da. Ê, nó chạy ra được không vậy? Nào, 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 nào. Đứng lên, giơ tay lên, giơ tay lên. Bước xuống xe. Mày bước xuống xe cho tao. Lấy cái lỗ tai mày quá. Bước xuống đây. Trời ơi, thằng này nó ghen nha. Thì ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, thì sau 3 tháng gọi là miệt mài không làm gì, thì đây là cái tập tiếp theo. Và đây là tập tập 5 đúng không các bạn? Thì tập này chúng ta sẽ quay trở lại với tiếp tục cái tựa game con Champagne Police. Đấy, để chúng ta làm biên phòng đấy. Thì đây là một buổi sáng rất là đẹp trời luôn. Thì xe nó đang đợi chúng ta để chuẩn bị một ngày mới. Ok, mở cửa, vô bé ơi. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Quay, cảm ơn Tính Đặng nha. Cảm ơn em nhiều nha. Trời ơi. Ây dạy, hello anh trai. Ở đây chỉ vào được công an. Anh trai đầu chọc à, xin chào. Mở cửa ra cho nó sớm vào phòng. Đấy, giấy tờ đâu lấy ra lẹ đi ra đây. Atmatur. Đâu, lâu quá không chơi thì cái viết cũng quên á. Đọc sao tôi quên rồi nhờ, ở đây. Ok, mình sẽ xem qua nhá. Cái thằng ông này thì ổng sẽ có hai cái phần giấy tờ các bạn. Một cái gọi là thẻ nhân viên và một cái gọi là giấy phép nhập cảnh. Thì mình kiểm tra sơ qua cái Abelit Demit 7B5Y WY G1. Ờ, hợp lý đấy. Hiệu lực. Ok, còn hiệu lực nhá. Ông này thì các bạn thấy là ổng có chở hàng hóa nè các bạn. Mình quên coi hôm nay là có được có cần kiểm tra gì không nha. Quốc tịch ngày sinh năm này 57 tuổi à. Ngày hết hạn. Ok. Bây giờ mình xem các bạn thông báo cái đã qua sơ các bạn thông báo các bạn. Đầu tiên là cái thông báo mà quy định về nhập cảnh ngày hôm nay ấy, thì có một cái luật mới về cái bổn phận làm việc, đưa ra những cái quy định liên quan đến cái việc nhập cảnh vào cái quốc gia này. Mỗi khách đến làm việc, à tức là khách làm việc đúng không, ông này ông đang làm việc đó các bạn, là phải có một cái thẻ việc làm hợp lệ. Ngoài ra là cấm nhập cảnh cái gì vậy, cái đồ nét nãy đúng không. Ngoài ra thì cấm nhập cảnh đối với những cái người mà thực hiện những cái nghề, đặc biệt là nghệ sĩ nè, giáo viên nè và nhà báo nha các bạn. Nhớ ba cái nghề này nha, để một tí rồi là tôi quên mấy ông nhắc tôi nha. Rồi ok, về danh sách hàng hóa kiểm soát thiệt hại là rồi. Còn về cái thông tin buôn lậu thì có một cái thông tin, đó là một cái người ở cái quốc tịch là Abra. Ê, 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 cái quốc tịch của ông nội này đúng không? Ơ giống đó nhờ. À đúng bà đó rồi. Từ nha, ông này thì ông có thẻ nhân viên nè các bạn. Nhưng mà ông này lại là giáo viên luôn à. Có hiệu lực 81 tháng 8. Ừ, còn hiệu lực đấy. Hồi nãy có cấm giáo viên không vậy? Ui, cấm giáo viên mấy ông ơi. Đấy, rồi, khỏi kiểm tra. Vội cái véo gì mà vội, đợi xíu người ta kiểm tra. Hôm trước mình kiểm tra như thế nào mình quên rồi nha. Mình cứ đi tìm cái phần con gắn đúng không các bạn. Có cần lấy cái này xuống kiểm tra không các bạn? Ông này thì chắc chắn là ông sẽ quay xe về rồi đấy, nhưng mà có cần đem hàng hóa xuống kiểm tra không các bạn? Nếu mà mình đem hàng hóa xuống kiểm tra mình có được thêm tiền gì không ta? Nhìn sơ qua thì các bạn thấy là xe ông này cũng không có dấu hiệu hàng buôn lậu gì lắm, nhưng mà cơ bản ổng làm giáo viên các bạn. Nên là chắc chắn sẽ không được qua rồi. Xe không có gì luôn. Có đúng không? Giờ lấy hàng ông xuống đúng không? Nào. Ủa lấy xuống sao quên rồi nhờ. Ủa lấy hàng hóa xuống sao tôi quên bà đó rồi mấy ông.
em có 3 món các bạn. Rồi ok. 1 món, 2 món, 3 món. À, 1 cái máy giặt, 1 cái chất tẩy rửa và 1 cái phân bón. Rồi. Máy giặt, phân bón, tẩy rửa. À, đúng mà. Để không gầy ngồi buồn hút thuốc cái thứ không? Rảnh không? Ra trả hàng giùm tôi. Ok các bạn, bây giờ là mình check cái thông tin ở đâu qua nè nhờ. Họ tên là đúng nè, ngày khách hàng số. À, mình còn kiểm tra về cái phương tiện hư hỏng đó nè các bạn. À, quy định nhập cảnh là không được nè. Danh sách hàng hóa là chuẩn rồi các bạn. Mình xem coi cái xe nó có bị vấn đề gì không nhá. Các bạn kiểm tra tiếp mình nhá. À, đèn nè. Lớp xe nè. Ở ông này cũng ok mà xe cũng ok mà nó không đâu có bị mắc gì đâu không. Mình kiểm tra thì không có hàng lậu rồi đấy. Ừ. Vấn đề là bây giờ mình xem coi ổng có bị mắc kiến hậu gớt bánh xe bể kiến gì không đó. Ừ, nó cũng ok đấy. Rồi, mình nghĩ là đưa ổng về là hợp lý rồi đấy. Giám định từ chối. Quay về. Mày làm giáo viên nữa. Bây giờ là đất nước tôi gọi là kiểu là giáo viên quá đẳng cấp rồi. Nên là không cần ông nữa, ông đi về đi. Lên xe liền các bạn. Quay đầu xe là bạn ơi. Rồi xe tiếp theo mấy đệ ơi. Lên luôn bạn ơi. Ủa sao bây giờ tôi còn có 900 đồng người ta rồi được rồi. Mua cái giống gì mà nhiều tiền dữ vậy xài. Cái ông này hoàn thành không các bạn. Ok, 160 các bạn. Anh chào anh trai. Xuất trình giấy tờ đi còn gì nữa. Rồi, ông này các bạn thấy là ông đi du lịch. Ừ. Và ông không có đi làm việc gì hết. Thì một cái thông tin là... Ủa sao? Từ từ các bạn ơi. À đây. Tự nhiên nó mất tiêu cái hộ chiếu tôi kiếm muốn chết. Rồi. À tầm rồi mua nhà. Phải vậy, bảo sao? Hết trơn tiền. Select man. Ừ, tên đúng mà đúng không? VGW, ok, tháng 5 81 tháng 12, 81. Rồi, ok. Cơ bản, từ từ coi ông này quốc tịch ở đâu đó nhờ. Ông này ở Vương quốc Eki. Ừ. Đúng rồi, tiết kiệm mắng mà. Xuống xe đen trai. Đứng ra ngoài không gió cho nó mát. Ui, ông này cũng chở méo gì nhiều đó nhờ. Không thấy có dấu hiệu gì nghe các bạn. Không có dấu hiệu gì luôn. Rồi, hợp lý đấy. Bánh xe nè. Ê, ông này không bị bể bánh đó nha các bạn. Ê, cái bánh này bị bể đúng không? Nè. Rõ ràng. Vỡ đèn luôn à. Đâu vỡ cái đèn nào? Vỡ cái đèn sao à? Đâu? À. Ê, cái đèn ở dưới này nó còn khác màu nữa nè mấy ông. À, còn vỡ cả kiếng nữa nè. Úi dồi ôi. Ông nội này ông chạy xe cổ à. Nhưng mà gọi là hàng muốn lậu thì không có gì nha các bạn. Ok, bây giờ mình check mấy cái hàng nào cộng cái nha. Rồi. Bây giờ để tôi kiểm tra cái nữa. À, xi măng 2 bịch, hành lý 3 rồi, ok. Hợp lý. Nhưng mà bây giờ là xe ổng bị vỡ và bị hư các thứ nhưng mà mình vẫn cho qua mà đúng không? Chứ đâu có vi phạm cái méo gì đâu. Bây giờ là mình chỉ chép thông tin gọi là sẽ có một cái bánh bị xẹp nè. Một cái vỡ một cái kính xe nè. Vỡ một cái đèn xe nè. Cản với thân xe là bình thường đúng không các bạn? Kiến hậu nè. Thân xe bình thường nha. Rồi. Bể cái bánh thôi đúng không? Ê gọi gì rồi cuối cùng là cho ông qua không các bạn? Tính ra ông đâu có vi phạm gì đâu. Không có vi phạm gì luôn. Gì cửa phụ có hàng lậu à? Đâu? Cho tôi méo đấy nha. Đâu? Cửa phụ là cửa này đúng không? Ê, sao tôi không thấy nha? Làm gì có? Lừa đó nhờ mấy ông lừa tôi nữa rồi. Đâu? Bên nào?
Đâu vậy? Cứ phụ đâu? Không có hàng. Mà bẻ hai bánh lần à? Đâu? À đây rồi. Trời ơi. Thấy chưa? Mình nên tôi ngồi là tôi kiếm thấy bà nội luôn. Nhưng mà vấn đề là phương tiện bị hư hỏng như thế này, là mình có cho ổng di chuyển qua đất nước mình được không á? Đây các bạn, một số cái phương tiện có thể là gặp tình trạng kỹ thuật kém. Đánh dấu số lỗi chính xác được tìm ra trên những cái báo cáo và kiểm tra để nhận thêm tiền thưởng. Tình trạng kém không phải là... À! Tình trạng cái xe mà bị hư nó không phải là cái lý do để mình từ chối nhập cảnh nha các bạn. Tức là khi mà mình có xác nhận những cái lỗi này thì mình sẽ được cộng tiền thêm. Nhưng mà không thấy hàng lậu đâu cả. Đâu mấy ông cứ bảo hàng lậu sao tôi không thấy nha. Cho cái xin cái địa chỉ cái quay. Đâu nha? Ở cái cục máy hả? Cục máy. Cục máy là cái nào nha? Đây, tôi gọi ánh sáng vô mà có thấy cái gì đâu. Hay là mấy ông lại lừa tôi rồi. Cục máy đây nữa nè, một cái động cơ nữa nè. Có đâu? Có không? Trời ơi, mấy ông cứ bảo như thế nào đi. Lại nhầm, vãi mấy ông. Thôi giờ cho ông qua đi. Nãy giờ từ chối ông kia cũng phải cho ông này qua chứ. Có đâu, mấy ông cứ lừa có bà đặc sự. Ngồi làm mất thời gian đặc sự. Mà hôm nay ông chơi cái đầu hơi bị đẹp đấy. Tự đóng cửa đóng kết rồi nghe anh trai. Bye bye. Qua đi. Trời ơi, không đóng cấp sao luôn anh trai ơi. Ôi, còn cái cấp máy kìa. Ôi trời, có thấy chưa? Mấy ông cứ gọi là hàng lậu người ta có chở đâu. Mấy ông cứ gọi là du khống người ta. Qua luôn anh trai ơi. Ê các bạn ơi, các bạn nhớ cái thông tin này nha. Một cái quốc tịch Apara gì nè là chắc chắn sẽ có buôn lậu ngày hôm nay đấy. Có mà nữa đó, người ta mới vượt qua, người ta xử lý cái xe nó hoàn hảo rồi mà còn có mà nữa. Rồi ok. Nào để xem mà nào. Ông này là cái ông Savali. Ông nói nhiều đặc sự. Cái gì biểu diễn nhà hát gì? Ê vậy là ông này là nghệ sĩ à? Từ từ. Ủa sao nó không để nghề nghiệp và cái tức là cái công việc mà ông cần đi qua đất nước mình là cái gì các bạn? Quốc tịch à? Ủa đâu phải quốc tịch này. Không phải quốc tịch này các bạn ơi. Ê nhưng mà cái này nó không để có nghề nghiệp nè. Tên thì đúng đúng không? Tên đúng nè. Số hiệu đúng nè. Ngày hết hạn là còn nè. Còn nè. Ngày sinh. Giọng này cũng không có liên quan gì tới ngày sinh hết. Ok. Các bạn bây giờ là mình sẽ lấy mấy cái hàng hóa ra trước rồi đây, mình đi một vòng luôn các bạn ơi. Đây một cái gương, một cái đèn. Một cái đèn bị bể nha. Một cái cửa sổ bị bể luôn. Xe điện thoại. Rồi không có dấu hiệu gì nha. Ok, ổn áp đấy. Cũng có uy tín đấy. Chở cà phê nữa anh trai. Rồi. Hợp lý. Chỉ có bể một cái gương nè. Một cái cửa sổ nè. Cửa sổ này còn nè. Hai cửa sổ kính chắn gió có bể không ta? Không. Một cái đèn. Ok. Bể một cái đèn. Vỡ hai cái gương. Cái gì nữa nha. Ok, bây giờ để tôi vô tôi kiểm tra hàng hóa trước cái nha. Nha. Mình phải kiểm tra hàng hóa này nữa chứ các bạn, đúng không? Đây nè, quên nữa, nãy giờ mình quên nữa. Rồi, không có vấn đề gì hết. Thiếu cảng à? Cảng sao mà các bạn? Cái này có cái cảng à? Phải không? Thiếu cản nhá. Thân xe thì ok đúng không? Không có hàng lậu nha các bạn.
ông này thì cũng hợp lý đấy. Mình nghĩ cho qua cũng được. Bắt đâu. Chẳng sao, chẳng sao. Rồi tôi cứ tích ra vậy. Cứ tích là có cản rồi. Rồi. Chưa. Để mình kiểm tra cái hình ông này nãy. Ông này thì cũng uy tín, chơi cái đầu để cái đầu có nhúm tóc các bạn ơi. Ở ngoài về. Ba hành lý, ba bao cà phê rồi, hợp lý luôn. Xem hình đúng không nhỉ? Hình ủa quên hình mình coi rồi. Ủa cái biển số này là mình kiểm nó có không ta? Kiểm tra biển số ở đâu tôi quên rồi nhỉ? Giấy phép lái xe à? Sao giống ông hồi nãy nhỉ? Các bạn nói mình mới để ý luôn ấy. Thôi cho ông này đi đi các bạn ơi. Không có vấn đề gì cả. Mình cũng chả biết ông bây giờ ông đi qua đất nước mình ông làm cái gì nữa. Để tôi coi có được có 160 không nha. Rồi cuối cùng là ông làm nghề gì mà ông qua đất nước mình nhỉ? Trời, mình suy nghĩ nhiều quá các bạn. Cuối cùng cũng thành công mà, được 160 kìa. Rồi ok. Vậy là còn hai xe cuối cùng nha các bạn. Các bạn luôn. Ê. Nào bạn. Mình chưa kiểm tra nó chạy mẹ rồi. Đừng lại. Xài ra cái. Chạy xe này sao tôi quên vậy? Đi. Nào đứng lại. Thằng kia. Đâu rồi? Đâu rồi? Để tao. Ui thằng này mày gan trời rồi. Ê, mình có đem súng hay không vậy trời? Chết cha rồi, nó vượt biên các bạn ơi, thằng này nó vượt biên. Tôi không nhớ là tụi có đem súng hay không nữa đây nè, bây giờ là quan trọng là không có đem súng là toàn đấy. Hình như là mình gần tới chỗ nó rồi các bạn ơi. Xài ra nó chạy gì mà nhanh dữ vậy? Thằng quỷ đi, nó tông một cái gãy mẹ cái barrier chỗ biên giới của mình luôn rồi. Đứng lại. Trời ơi, mấy đồng chí cũng không phụ giúp tôi nữa, tôi gượt nó thấy bà luôn. Đâu rồi. Trời ơi, nó qua tới khu bên này luôn rồi. Ê, sao xe nó chạy nhanh dữ vậy? Xe nó chạy nhanh lắm các bạn ơi. Trời ơi, xe nó chạy mà không kịp cho nó luôn. Mày đứng lại cho tao. Trời ơi, cái xe mình nó yếu thật sự luôn các bạn. Vài bữa là chắc phải sắm xe mới rồi. Chặn đầu xe cái gì bây giờ ngược nó không kịp. Mày đập cái đá nó mà chặn đầu xe. Trời ơi, cái thằng quý nó chạy nhanh thật sự rồi. Tôi đi đường tắt, tôi lạng qua lạng lại. Em còn không kịp với nó nữa nè. Đây giờ. Cơ hội. Ây da. Ê, nó chạy ra được không vậy? Nào. Đứng lên. Giơ tay lên. Bước xuống xe. Mày bước xuống xe cho tao. Lấy cái lỗ tai mày quá. Bước xuống đây. Trời ơi, thằng này nó ghen nha. Ủa rồi cái xe này cuối cùng là mình có xử lý gì không ta? Từ cái xe này mình có xử lý gì không các bạn? Tôi nghĩ là chắc có hàng lậu đấy. Để mình nhìn sơ qua cái nha các bạn. Đây rồi. Đây nữa rồi. Bảo sao nó chạy gọi là bán sống bán chết các bạn. Rồi, thôi xong mày rồi. Tao cho mày đi gọi là khỏi có ngày về luôn. Trời ơi. Nó gọi là nó đi gọi là vận chuyển tiền giả các bạn ơi. Đây nữa. Ôi ôi. Thấy chưa? Bảo sao nó chạy là hiểu vấn đề luôn à. Nè nó giấu trong lớp xe luôn nè các bạn, đỉnh thật sự. Chết cha rồi, bây giờ mình không còn không gian trống để mình để đồ luôn ấy. Mình giục bỏ bớt cái đạn đi ha. Để đi có dịp quay lại lấy. Còn này nó đúng không? Cái cản. Đâu tiền đâu, trời ơi. Một nồi luôn các bạn. Ê giờ cầm tiền hết nổi rồi. Sao giờ không lẽ bỏ đây?
mà mình cầm thì nó không để được. À quên nữa, xe mình bỏ đồ cho được mà, quên nữa, quên, xe mình bỏ đồ vô được, bỏ bớt mấy cái vũ khí vào đi các bạn. Quên, xe có, ai da, nó ký mày quá, nó đụng tao. Còn đâu nữa các bạn? Chắc hết rồi đấy. Rồi, cái xe này tạm thời để đây đi. Để về thằng quỷ. Lần này cho mày đi mày tù mọc gông luôn với mày đó, mày vượt tao quá mày. Ok, đi về. Ê, rồi giờ đường về nhà đi sao trời. Cái biên phòng tôi nằm đâu quên rồi. Ê, nó chạy xa thật sự luôn các bạn. Bây giờ tôi quay về nó cũng xa nữa, khổ khăn. Đi về nhà là đi về nhà. Mình chỉ có 4 phút quay về nhà thôi nha các bạn. Vượt này đi xa thật sự luôn ấy. Trong cabin còn hả? Thôi kệ đi, mình lụm nhiêu đỡ đứ, đỡ thôi. Đi đúng đường vậy. Rồi đoạn này là chạy thẳng qua là về biên phòng luôn nha. Hồi về là chắc phải ê, có nên ghé đây để giao tan chứng vật chứng không nhỉ? Thôi, để nữa đi lên lượt nữa các bạn ơi. Ghé mất thời gian lắm. Tranh thủ về nhà thôi. À dạ, trời ơi, quay qua nhìn comment cái lạng vô cái cục đá luôn à. Ủa? Nếu mà lục soát không hết là bị trừ tiền à? Nhưng mà cơ bản mình chỉ cần bắt cái thằng ông nội này về thôi chứ game cũng đâu có yêu cầu mình lục soát đồ đâu nhờ. Kệ đi, mình cũng lụm được mới rồi bị trừ tiền. Mình giao những cái tan chứng vật chứng này cho gọi là ship mình. Ship mình cũng thưởng mình tiền vậy. Có nhiêu tiền đâu. Ơi, có kẻ phục kích các bạn ơi. Ơi nào. Ôi, có người phục kích mình. Ui mày quá. Rồi mình đã về được tới đồn biên phòng rồi nha các bạn. Xuống xe. Đâu, để tao nắm cái đầu thằng này xuống mới được. Đi xuống đây. Đi vô nhà tù. Lụm đồ vô các bạn ơi. À quên, để mình đem tiền giả vô bỏ vô kho trước cái đã. Mày nghĩ mày chạy được ai? Nào, đừng có ngủ nghe, ngủ nó trốn đó nghe. Ok. Ê, trời. Tính ra cái kho đồ tôi một đống tiền giả rồi ba cái ma túy các kiểu rồi hổng gà tôi chưa đi giao cho ship mình nữa. Đầy luôn rồi nè. À, bỏ qua đây. Ồ, như vậy là đầy mẹ nó rồi. Thôi, xong chuyến này, xong cái chuyến xe này nữa là mình đi giao tan chứng vật chứng cho ship mình nha các bạn. Lái cái xe ra cái đà. Đưa lại. Giờ mắc sửa cái barrier này lại nữa nè các bạn. Đâm mà gãy bà cái barrier cũng vậy. Đậu bà xe lên đi. Đi xuống. Lấy đồ ra cái đà. Để quên. Cái ghiều, cái đao, đạn, lựu đạn, súng, bao thuốc lá. Ok. Ok, sửa giùm tôi cái barrier lại. Ủa cái đó là sửa xe mà. Rồi cái này là sửa đâu quên rồi. Ủa cái này sửa đâu quên rồi các bạn. Kệ đi, tôi xử lý cái xe này cái nữa rồi mình đi dọn kho các bạn. Tới luôn anh trai ơi. Hồi nãy mình chưa lấy được cái thông tin của thằng hồi nãy nữa các bạn. À, ngủ lại người ta mới sửa đúng không? Ok. Atma abjavitsa tajeta et izalizno incidenti. Kurka, perevos kumen. Là sao? Ổng cần đi hỗ trợ những cái người mà đi bắt cóc trẻ em mà ở dưới cái hầm mỏ vậy đi các bạn. Ê, cái thông tin buôn lậu bị mất rồi nè, tức là cái chiếc xe hồi nãy là cái thằng buôn lậu hồi nãy à. Ok, thôi bây giờ mình kiểm tra ông này thôi. Zanet Boss.
50F6Y56 ngày hết hạn tháng 5 tháng 6. Rồi ok. Coi coi có chở gì không cái đã. Không chở gì luôn à. Ui có người tấn công rồi các bạn ơi. Ui thôi xong rồi. Có đợt tấn công mới rồi. Nào để lấy đồ cái đã. Súng thì vẫn còn đủ nè. Đủ đạn. Ê đạn còn ít lắm nha các bạn ơi. Đây đây nó tấn công lên nữa rồi nè. Mình núp bên thùng ghét. Hơi thúi một tiếng nhưng mà chắc không sao. Mày hả mày. Mày hả mày. Mày hả mày. Mày hả mày. Ủa tôi nhớ tôi nhiều súng lắm mà các bạn. Tôi nhớ tôi mua súng lớn đồ các thứ rồi súng tôi đâu hết trơn rồi ta. Ây da. Bây giờ là mình chỉ có khoảng 70+ viên thôi nhá. Dính nè, đó mình bắn từ từ như vậy đó các bạn. Nó sẽ dễ dính hơn. Ê lũ đạn, lũ đạn, lũ đạn, lũ đạn, lũ đạn. Vãi cả trưởng. Mày chọi lũ đạn tao, tao không biết chọi lũ đạn đây à. Mày hả mày. Ôi giời ơi. Văng luôn kìa các bạn, văng luôn kìa. Ui lũ đạn xịn đây. Đồng đi. Trời lũ đạn văng sát liền luôn các bạn. Mày chạy đi đâu? 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 Ui, ra càng ngày tôi bắn nó càng đỉnh các bạn. Trời ơi, trời ơi. Ê, lũ đạn đó vậy? Ôi, nó quăng muốn gãy mẹ cái cột tôi luôn. Chạy đi đâu? Mày chạy đi đâu? Ây da, nó đang bắn tôi mấy ông ơi. Đau quá, đau quá, đau quá, đau cái đồng chí ơi. Mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Ui, chắc đợt sau tôi phải mua cây AK các bạn ơi. Cái quân này bắn không lại tụi nó. Mày hả mày? Thằng cuối anh em ơi. Thằng cuối anh em ơi. Mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Ủa. À, mình bắn bắn công mà tôi tưởng là tôi chết rồi. Ui mày quá, được 500 đồng rồi. Rồi. Ê tính ra càng ngày tôi bắn càng đỉnh nha mấy ông. Ủa rồi xong hết trơn rồi hả? Ê, tính ra là xong hết rồi đấy các bạn. Rồi thôi, ngày hôm nay coi như là sẽ kết thúc tại đây rồi. Nhưng mà trước tiên là tôi phải đi dọn kho cái đó các bạn ơi. À, bây giờ là mình sẽ bỏ bớt đồ qua đây nha các bạn để mình lấy. Rồi. Sao mà cầm được hết nha. Lấy đi 2 chuyến à. À quên mình còn cái kho đồ trong xe nữa mà. Ok, mình đem ra xe bớt nhiêu đi. Hôm nay cũng hơi vất vả đấy các bạn. Rồi ok. Mình sẽ vận chuyển những cái tiền giả với lại ba cái đồ ma túy rồi mấy cái đồ buôn lậu các thứ qua bên trụ sở cảnh sát nha các bạn. Không, tôi có lấy mấy cái này đâu. Rồi. Bỏ cái xẻng ra luôn. Đem đạn thôi các bạn. Để hồi hết đạn là thấy bà luôn ấy. Còn gì nữa không ta? À sẵn tiền mình giải mấy cái tụi phạm nhân này luôn. Anh trai Di chuyển lên xe cảnh sát. Mình đưa nó về nhà tù luôn các bạn. Đêm nay là xử lý sạch tụi này. Để mình xem coi cái đường mình. À cái đường mình bây giờ đang có một cái tụi nó phục kích chỗ này nha các bạn. Bây giờ là mình phải đi qua nhà tù trước. Thôi mình bọc qua trụ sở cảnh sát sau. Đi. Xong rồi tao quay lại tao lấy mấy cái lỗ tai của mấy thằng phục kích đợt này. Dám chặn đường bố mày à. Mày không biết bố mày là ai à. Nhưng mà giờ lên xe hết được ai. Giá lại giờ sao lên xe. Dính cái cửa cái cột của mấy cây chứ. Rồi ok. Đi. Đi. Đi thôi. Ê mình có cách nào mình mở cái đèn mà mình không có nghe tiếng còi hú được không nhỉ? Để tôi coi coi nhỉ. Nó có mở đèn mà đúng không? À này đèn xe mà. Rồi. Cải đi.
đi mua súng à. Bây giờ nếu mua là phải mua cái AK luôn các bạn. Mà cái AK hôm trước các bạn nhớ bao nhiêu tiền không nhờ? Tôi quên giá hết trơn rồi. Đây là cái nhà nghỉ các bạn. Rồi, nó vừa báo chi phí sửa chữa cái trụ sở của mình hồi nãy. 2.000 đô à. Giờ có 1.600 mua kiểu gì mấy cha. 1.600 làm ăn nó giống gì. À, mình đi gọi là giao mấy cái thằng phạm nhân này giữ gọi là mấy cái hàng buôn lậu các thứ coi chừng có thêm tiền đấy. Ôi, đường nó nhỏ xíu xíu không thấy đường mà chạy luôn. Tới ai, tới ai, tới ai, tới ai. Mở cửa ra. Đường vô hơi nhỏ xíu các bạn thông cảm. Mở cửa ra. Ok. Chào đồng chí. Gặp đồng chí mà mình cầm dao cái thứ nữa. Rồi. Cho mấy ngày nó bàn giao cho nó đi gọi là đi làm việc thấy bà nó luôn. Nó đi gọi là lụm đá thấy bà nó luôn. Rồi công việc của mình bây giờ là chỉ còn vận chuyển mấy cái hàng buôn lậu qua cho ship của mình. Đây. Đây, giờ lên được 2.100 rồi đó các bạn. Có tiền mua súng AK rồi kìa. Nhưng mà quan trọng mua súng rồi có tiền mua đạn không nữa mới là vấn đề nè. Cái súng là 2.000 rồi còn mua đạn nữa đúng không? Mua cái chắc hết tiền luôn á. Mua cái gì? M1887 à? Là cái gì nữa nhỉ? Giờ này sao buổi đêm mà đông xe dữ vậy trời? À có. Ờ đây coi coi nha. Súng đâu? Cây AK bây giờ là 2.000. Đạn thì nó lại là 40 đồng. Mà tính ra bây giờ mình còn chỗ để mình để súng nó đâu? 2.000 là cao nhất rồi đúng không? Trời kho xe đầy luôn rồi. Cái gì M887 à? Là cái nào? Là cái nào? Mình chỉ có 4 loại súng được các bạn. Và cây mắc nhất hiện tại là cây AK này. Thì cơ bản là cái độ chính xác nó sẽ... Ủa? Ê! Cây AK này không bằng cái cây súng máy ở trên nha. Cái súng trường này không bằng cái súng máy trên nè. Mà cái súng trường... À, súng máy trên nó lại rẻ hơn nữa. Ê! Tính ra mua cây này ngon hơn chứ các bạn đúng không? Cái này 1.300 mà các bạn xem hai cái dòng kìa. Cái độ mà bắn mà gọi là dính nó thì là nó là 2 ô. Còn cái tốc độ đạn thì nó full luôn. Còn như thế này là cái tốc độ đạn nó thua các bạn. Ừ. Mà nhiều đạn hơn nữa, cái này là 40 viên đạn nè. Mà đạn súng máy nó cũng rẻ hơn nữa. Ừ, cái này ngon hơn chứ. Ừ. Nhưng mà bây giờ không có chỗ để mình để súng với các bạn nên là trước tiên là mình phải đi giao hàng cho ship mình trước. À dạ, rồi luôn. Chạy về sửa, tốn tiền sửa xe nữa rồi đấy. Rồi đi thôi. Tối đi đường này sợ ma thật sự luôn.
mình giao chuyến hàng này, nếu được thì mình quay lại mình mua cái súng súng máy nha các bạn. Thấy hợp lý đấy, đỡ tốn tiền. Cái súng trường thật ra nó là cây AK thì nhìn nó cũng đẹp thôi, chứ tính ra về cái độ chính xác, cái độ tốc độ các kiểu và giá tiền các thứ nó cũng hợp lý các bạn ơi. Chào. Ok. Chào sếp. Em đi giao cho sếp một số đồ. Rồi. Ui được 700 mấy luôn á. Xịn thế nha. Ủa là có giao cái hàng trong cốp xe luôn chưa? À giao rồi. Rồi cốp xe trống luôn các bạn. Lựu đạn. Ê, tôi quyết định rồi. Bây giờ là mình với các bạn sẽ quay lại cái cửa hàng này để mua cái súng đó, xong quay lại gọi là xử lý cái thằng phục kích này các bạn. Rồi tải anh nè. Vô lụm. Ok. Anh trai, làm cho em cái súng máy đi. Đây 1.300. Ủa mua chưa? Đấy bây giờ mới mua nè. Mình thay lên số 1. Mình mua thêm đạn các bạn. Ủa một băng này là nó bao nhiêu viên nhỉ? À một băng nó là 3. Ủa đâu, một băng nó là 40 viên nha các bạn. Mình mua 10 băng là 400 viên. Ừ bắn lòi bắn họng luôn rồi đấy. Đi, tao lấy súng ra test thử. Ui dồi ôi, ui ui, cái súng này thật ra gọi là cây tiểu liên các bạn. Test thử coi. Bắn bể nhà ổng luôn các bạn. Vãi cả nồi. Đi. Đâu à, để mình xem địa chỉ mấy thằng quỷ này coi. Mấy thằng phá làng phá sớm nè. Dám phục kích bố mày à. Bố mày lại xin cái lỗ tai mày luôn nè. Nào, cảnh sát tới đây. Cảnh sát đã đến. Đâu thằng nào? Thằng nào dám phục kích xe? Thằng nào? Đâu rồi, mấy thằng phục kích đâu rồi? Ra đây tôi test cái súng mới rồi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây rồi. Tụi mày chán sống tụi mày rồi. Đi ra các bạn. Đâu thằng nào? Mày á, mày á mày. Mày á mày. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Cái súng bắn đạn đi. Ra đây bố mày test súng rồi nào. Dám phục kích bố mày. Dám phục kích. Dám phục kích. Phục kích bố mày à. Xài vậy đơn giản vậy. Nó tưởng như thế nào. Xài ơi. Trời ơi. Hả? Ô mình có thể tìm. Ô lấy đồ trên người, trên xác của nó được luôn các bạn. Ôi. Còn kéo xác nó được đó nè. Ủa nhưng mà kéo xác nó để làm gì nhờ? Ủa nếu mà kéo xác nó để làm gì các bạn? Ô. Ơ. Ủa nó có đạn sọc găng luôn nè. Ê nhưng mà nó có đạn mà mình không tịch thu súng nó được nhờ. Ngon. Ngon. Ui có đạn. Ui đạn súng máy luôn nè. À không, để con này súng lục chứ nha. Ủa kéo để làm gì nha. Quăng nó cho nó té đau vậy đó hả? Ôi dồi, được một cây dao nữa. Nhưng mà không tịch thu súng, nó được cây đó nha. Rồi mấy con này nó đã tan thành mấy khỏi rồi các bạn. Hên gì mình cố tình mình xử lý tụi này mà hên gì. Ok nha. Đi đây. Thì mình sẽ các bạn sẽ quay về để đi ngủ thôi chứ còn gì nữa. Hơi tốn đạn xíu nhưng mà có súng mới là ngon đấy các bạn ơi. Rồi ok. Cho ông nội này ông sửa xe cái đi. Adaman. Thay cái nhắn gió cho mình. Đâu rồi? Ủa có sửa chưa? Atmaduro. À nãy tôi sửa nhầm xe mấy ông ơi. Adaman. Ủa là sao? Không hiểu. Đây. Rồi. Ok các bạn. Bây giờ là các bạn có thể thấy là bây giờ kho hàng của mình đang có đạn sọt găng các thứ này, nhưng mà mình chưa có súng sọt găng thôi.
bỏ vô. À, kho đồ mình bây giờ có ghiều nè. Mấy cái đồ này thật sự ở đây để mình sử dụng để làm chắc mình khả năng mình cắt súng lục vô bớt đó, mình để một cây thôi. Một cây súng lục nha các bạn, một cái lựu đạn nè, với mấy cái đồ để mình kiểm tra nè. Đạn súng lục. Sọt găng bỏ vô đi. Cái này là chắc chắn sẽ xài nè các bạn, mấy cái dao, mấy cái cấy ấy đồ nè để mình lấy mấy cái gụ này có sử dụng để làm gì được các bạn, cái gụ này nè. Gụ này để làm gì? Uống à? Ui uống được luôn nè. Ơ? Ui trời, sao xỉn gụ luôn vậy? Trời đất bà ơi, xỉn bà gụ luôn vậy. Ôi trời ơi. Em quay cuồng trong mơ hồ lôi người như thế này sai lại trời ơi, phải cái chữ xin gụ luôn rồi các bạn ơi. Ui tôi xỉn quá, giờ này tôi không làm gì được nữa rồi, tôi xỉn quá rồi nên tôi đi ngủ đi thôi. Cái vụ gì nữa rồi, cái vụ gì nữa rồi, trời sáng rồi nhưng mà tôi chưa có tỉnh đâu, tôi vẫn còn say rượu thôi. Để lại cái chương 4 này trong tập sau đi, còn bây giờ tôi phải đi ngủ thôi, tôi còn xỉn gụ lắm các bạn ơi. Ok, chúng ta có một cái nhiệm vụ mới nhưng mà thôi, chắc cái nhiệm vụ này mình sẽ để trong tập sau cho các bạn. Còn tập này mình sẽ kết thúc tại đây đi. Và nếu mà bữa sau mình có rảnh thì mình sẽ livestream tiếp tục cho các bạn xem trong cái series này, và cũng như là trong cái tập tiếp theo cho các bạn xem, để mình làm tiếp cái tựa game này. Cũng khá là hấp dẫn đấy. Mỗi tập thì các bạn thấy sẽ có một cái tình huống khác nhau hết, nên là các bạn thấy là chúng ta sẽ không có bị chán các thứ đấy. Còn bây giờ chắc tôi sẽ kết thúc game này tại đây. Và nếu các bạn thấy hay nhớ để lại cho tôi xin một like. Bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Còn bạn nào mà muốn mình chơi tiếp tựa game này thì comment ở phía dưới video này nhé. Ok.